Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bến Tre cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2021, tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 308 ca dương tính mới, trong đó có 286 ca cộng đồng. Các trường hợp mắc mới có địa chỉ cư trú như sau: Thành phố Bến Tre 77 ca, huyện Bình Đại 56 ca, huyện Mỏ Cày Nam 48 ca, huyện Dồng Trơm 47 ca, huyện Châu Thành 34 ca, huyện Trà Lách 17 ca, huyện Thành phố 12 ca, huyện Mỏ Cày Bắc 8 ca, huyện Ba Tri 2 ca, ngoài tỉnh 7 ca, trong đó Kiên Giang 1 ca, Sóc Trăng 1 ca, An Giang 1 ca, Đắk Lắk 1 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 3 ca. Tổng số ca dương tính cộng dồn là 8.854 ca, cộng dồn số ca ra viện là 4.133 ca. Ngày 2 tháng 12, Bến Tre ghi nhận thêm 1 ca tử vong do mắc Covid-19, cộng dồn số ca tử vong là 70 ca. Toàn tỉnh có 11.720 trường hợp đang cách ly, trong đó F1 8.555 trường hợp, F2 3.049 trường hợp. Người về từ dùng dịch 116 trường hợp, cách ly tại cơ sở y tế 11 trường hợp, cách ly y tế tập trung 633 trường hợp, 11.076 trường hợp cách ly y tế tại nhà nơi cư trú.